Chào tất cả mọi người, video này sẽ hướng dẫn mọi người cách tìm kiếm kênh YouTube của Điện Việt Nam. Chúng ta có thể tìm kiếm trên Google hoặc trên YouTube. Chúng ta chỉ cần gõ từ khóa là Điện Việt Nam, ấn Enter và tìm đến kênh YouTube của Điện Việt Nam. Ấn đăng ký và nhớ là ấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và sớm nhất từ Điện Việt Nam nha.